vừa qua nó lắc. Mùa này cảnh này quen ha Nguyên. Cảnh này não sầu lắm anh ơi. Chỉ những người buôn bán mới hiểu được cảnh này thôi. Trời, lúc em bắt đầu còn trời mưa mà bán mì nướng em mới thấy thả ướt hết toàn bộ bánh mì luôn. Dạ rồi. Dạ rồi. Trời mưa, khách bên đồi mưa tới mua nha cả nhà, quá xuất sắc rồi. Rồi đợi em cái chị ha. Theo nhân viên chia sẻ thì thời gian này đã là kiểu như là cái sức mua đã giảm rồi, kinh tế khó khăn đó cả nhà. Rồi cho em rõ là 20. Nếu không là còn đông nữa đó cả nhà. Mình một đầu. Rồi xin chào cả nhà kênh Phố Xá Sài Gòn ha. Hôm nay Thuận trở lại thăm A Tài ha cả nhà. 20 ruột với là 10.000 quyết đúng không? Nhưng mà đây là em trai của A Tài đứng bán ha cả nhà, ở cái quầy vịt rất là nổi tiếng này, Phá Lấu Vịt ha. Em trai A Tài tên gì vậy em trai? Dạ em tên Nguyên. Nguyên hả? Dạ đúng rồi. Ồ Tài Nguyên, hai người tên rất là đẹp luôn. Mọi người cũng khen là Nguyên bán nhanh với lại cũng nói chuyện dễ thương đó. Dạ. Em có đọc mấy comment đó không? Dạ có. Ồ cũng vui ha, khi mà đứng thế cho anh trai. Đó là anh trai em đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ Tài là anh trai, còn Nguyên là em trai. Đó thì kênh Phố Xá của mình hôm bữa là có cập nhật cái clip của Tài thì được rất là đông khán giả xem. Nhiều người khen Tài nhưng mà cũng có nhiều người nói là sao bán những cái đồ cổ cánh lòng nhưng mà lại kiểu người ta không nghĩ là nó lại cái giá tiền như vậy á, kiểu nói mắc nói rẻ này kia. Thì Nguyên có lời nào muốn nói với những khán giả không? Nói chung đồ mà mình mua mình bán á, mình bán cái giá nó cũng vừa phải rồi chứ mình đâu có bán mắc. Ví dụ giờ đi ra ngoài anh mua, ví dụ vịt con giờ nếu mà tầm bây giờ nha, nếu mà anh mua cũng phải 70.000 ký. Mà một con hiện tại giờ nó tầm khoảng 2.6 ký 3 ký. Nếu mà con vịt bự á nha là 2.6 tới 3 ký là anh thấy cũng 180 đến 200 ngàn con. Mà trong khi đây em bán một cái gốc tư là một cái chỉ có 60. Nếu mà một con chia làm 4 mình chỉ có 240, một cái đầu thêm 20 nữa là 260. Dạ. Thì anh nghĩ nó sẽ quy ra được bao nhiêu tiền? Em cầm cái góc tư lên cho mọi người coi nè, tại vì mình có bán cái góc tư. Đó mà rồi. Mọi người cứ chỉ nhìn vào cái cánh cái cổ. Đó. Cũng là một góc tư của con vịt thôi cả nhà. Với hồi nãy Thuận cũng có nghe Nguyên nói là đợt này vịt kiểu hàng nó cũng khó khăn đó ha, nó cũng không phải là dễ có. Dạ có anh. Dạ rồi. Mình sẽ cập nhật hình ảnh của Nguyên nha. Nguyên bán thì mọi người rất là thích xem cả nhà. Rồi của mình là 30 á anh ơi. Rồi mình có thói không anh? Dạ rồi. Thì những cái phần ăn rồi, vẫn như clip cũ thôi cả nhà, cảm ơn. Không có cập nhật mới. Cũng là những cái món như là chân cánh rồi tai heo, lòng vịt ha, đó. Gan, cóc tư. Rồi có mọc vịt ha. Chút xíu thì Nguyên buôn bán thì mình sẽ quay tiếp cập nhật cho cả nhà xem. Giá đầu ngắn 15, đầu dài 20. Trời đổ mưa nhé. Đây đầu, đầu này 20 nè. 3 cái. Chốt gì vậy? Phố Xá Sài Gòn đó cô. Chị. Dạ. Phố Xá Sài Gòn. Rồi mình lấy gì nữa không chị? Dạ rồi của mình là 60. Tôi biết lên anh.
đổ vô luôn anh. Bút bỏ đó đi em, vô bịch giao cho anh ta 17.000. Mười bảy. Mới là 33. Rồi của mình là 30 á anh chị ơi. Dạ rồi, muốn cho chị bịch ớt thêm. Dạ đúng rồi. Diễn đó rồi nè. 30 ngàn cũng được một phần ăn rồi cả nhà, đâu có mắc đâu cả nhà. Hai bịch chấm. Đó, rất nhiều cái đồ đi kèm nữa. Nước lèo lên thao. Dạ rồi, 30 luôn. Một người làm đó, người giao bố bịch. Dạ rồi, một bọng. Quay lên phố xá Sài Gòn. Dạ, một bọng hai cặp chân, 20 ruột. Dạ, hôm bữa con quay quá trời người coi luôn. Mua về nhậu hai chỗ ha. Một bọng hai cặp chân là 27-47 ngàn đó chị ơi. Đây là địa chỉ 105 Bùi Minh Trực nha cả nhà. Một đầu bốn chân. Rồi mình lấy gì nữa anh? Rồi của mình là 35 ngàn đó anh ơi. Một đầu bốn chân 35 ngàn. Dạ rồi, cho em gói là 15 luôn. Dạ vừa ăn à chú. Dạ đúng rồi, mềm lắm thì nó mềm lắm đâu, nó chỉ mềm dừa thôi. Đó rồi. Giờ là vô cái giờ đông, gọi là đông nhất buổi chiều cả nhà, tan tầm này. Đó, khách chờ quá trời luôn. Ồ, nhìn đã không cả nhà. Wow. Rồi, 200. 200 ngàn. Hai bọng bịch này chắc 3 kg á ha. Đó, 3 kg đồ lòng mà có 200 ngàn mà mọi người kêu mắc, không biết mắc sao luôn. Sơ xia 3 kg nha cả nhà, rất là nhiều luôn. Hai bọng với lại gì nè? Ý là chị hai bọng với lại gì? Rồi. Tay lên cho khách đi.
của mình lấy gì anh? Trời ơi, bạn. Lỗ tai heo 10.000 gà. Dạ rồi. Cắt gà dùng. 2 bọng 20 ruột 50. Cắt gà dùng nha. Dạ rồi. Bà này thiệt nha. Lấy tiền tối nè. Hay là ông này đứng chờ. Sorry anh. Ba người đứng nhau nhìn. Nửa lỗ tai 10.000 ruột. Rồi của mình là 40 á cho anh ơi. Quán như bả luôn. Rồi mình ăn cái gì anh ơi? Dạ rồi. Dạ 20. Chịu khó đi sau lưng em xíu nha. Đứng đây quay cho đẹp. Sáu mươi. Dạ rồi. Rồi cho em bảo là 24. Rồi mình ăn gì anh ơi? Gia đình chở em bé trên cái xe dạ rồi tại nhà đó. Dạ rồi. Đi nhặt rác hay xa nè. Rồi của mình 50 luôn anh ơi. Ta 20 này với 10 này. Dạ rồi. Riêng không? Riêng. Mai mốt mà em làm sao á là riêng hết. Rồi của mình tổng là 80 anh ơi. Rồi mình ăn gì chị ơi? Đầu cánh ruột mình lấy nhiêu? Đầu cánh này sao chị? Đó. Đẹp thôi, có hai người ăn thôi. Dạ rồi. Còn đôi giờ mình mua theo món đi ha. Dạ đầu mình lấy mấy cái. Dạ. Lấy menu cho chị coi anh ơi. Mình lấy mấy cái đầu. Mình lấy mấy đầu. Một đầu. Không đâu. Trời ơi mua gì. Rồi ruột mình lấy mấy lạng. Dạ rồi. Rồi. Lòng bò 20. Rồi của mình một đầu hai cánh là 50, 50 bộ lồng 20 là 70, 20 ruột là 90 đó chị ơi. Chị này mới mua lần đầu cho nên không biết mua. Dạ rồi. Hai ổ quýt nếp. Đây. Dạ rồi. Dạ rồi. Hai ổ quýt nếp là 40, 40, hai lồng 40 là 80, bốn cánh lớn 60 là 140. Của chị là 90. Rồi cho em gửi là mình 101, em cảm ơn chị. Gấp cho em 4 canh lớn. Dạ rồi, ok chị. Ah!
Rồi của mình 10.000 ruột đó chú. Cái bọng rồi đó. Bọng 15. Cái nào cũng được. Rồi. Cái nước là phải lấy gì hết. Rồi chị ơi. Dễ như không em? 104. 104 rồi. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, xong rồi đó, vậy là xong rồi. Rồi, mình ăn gì luôn anh ơi? Dạ đây, đầu cổ. Dạ không. Hai đầu. Này kế bên có cái đám cả nhà cho nên là cả nhà nghe nó hơi ồn, thông cảm ha. Rồi ha. Mình lấy hai lạng rưỡi, này là 2.5 lạng nè. Rồi quyết mình lấy nhiêu miếng anh? 6 miếng 10.000. 3 miếng rồi, ok. Rồi của mình đầu 20, ruột 25 là 45, 5.000 quyết là 50. Thưa chị, một cái bọng, một cái ha cặp cánh. Cái đầu hả chị? Cái đầu. Dạ rồi. À, 2 lạng. Rồi, cho em gỡ là 450 luôn. Rồi, cảm ơn em. Được 2 lạng, 2 lạng với 10.000 quyết. Một bọng, một đầu, một cặp cánh. 2 lạng ruột, 10.000 quyết. Rồi em tính tiền ha, quên. Một bọng em, một đầu 20, cặp cánh 30 là 50, một bọng 15 là 65, 20 ruột 85, 10.000 quyết là 95, 10.000 quyết nếp là 105.000. Rồi em gỡ lên 100 rồi, cảm ơn chị. Kim đèn nha, anh lấy đèn nha đi. Nghe luôn. Rồi. Hả? Quyết hả? 1 lạng 10.000.
Rồi của mình là 32.000 đó chị ơi. Bụng 20 này con không có, con chỉ có bụng 15. Bụng 20 này không có, nay có bụng 15 mà. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Trời mưa khách vẫn đội mưa tới mua nha cả nhà, quá xuất sắc rồi. Rồi đợi em cái chị ha. Mưa tầm tã luôn mà khách đứng mua dưới mưa luôn cả nhà ơi. Mà theo như rồi là... của mình là 80 chị ơi. Theo nhân viên chia sẻ thì thời gian này đã là kiểu như là cái sức mua đã giảm rồi, kinh tế khó khăn đó cả nhà. Rồi cho em rõ là 20. Nếu không là còn đông nữa đó cả nhà. Của mình một đầu. Rồi của mình 20 chị gái ơi. Cho em qua xíu anh trai. Cảm ơn, cho em mượn thoại luôn anh nào ơi. Rồi 20 của chị. Rồi cho em gửi là 30 luôn. Rồi cảm ơn chị. Hai bánh mì đó ơi, 20 ruột, một cái cánh, một bộ lòng. Rồi dạ rồi. Rồi đơn của anh Nau luôn nè. Tổng của mình là còn nhiêu? Rồi cho em gỡ là 2.000 luôn á. Rồi mình ăn, mình lấy gì chị? Hai bộ một đầu. Rồi của mình 50 á chị ơi. Năm mươi của chị bên đây. Thôi anh là 440. Dạ rồi. Rồi cho em gửi là 50 rồi. Cảm ơn chị. Lấy ống tư dịch đi. 60. Rồi.
rồi. Đầu mình lấy đầu dài hay đầu ngắn? 20. Mười lăm. Ừ, lấy ở đó có thịt ăn ngon hơn. Đùi thịt nó mỏng hơn ớt nha. Ớt thì thịt nó dày, còn đùi thì nó mỏng. Đùi mình lấy vô câu hay không vô câu? Rồi. Rồi mình ăn cái gì chị? Dạ rồi. Ngon nhiều quá anh. Ở trong đứng vô trong nè để chờ mưa. Rồi cho em gỡ lại 140 rồi. Cảm ơn chị. Dạ rồi. Hết. Cái này là không có đồ để bán luôn. Này ruột. Dạ rồi. Dạ chân cặp 6.000. Dạ rồi. Rồi của mình là 60 anh. Nước lèo lên thao Phúc ơi. Rồi cho em gỡ lại 140 rồi, cảm ơn. Ai vậy? Ai bán giùm nha. Người đẹp bán giùm. Cái đồ đó. Không biết nữa. Có lưỡi không? Quán mới tuyển thêm nhân viên xinh đẹp nha cả nhà. Trời ơi, coi ba cắt xăm. Cái cánh với gì nữa? Không biết, không biết. Cái luôn chứ. Cái luôn ha. Dạ 20. Mấy cho cậu là 2 cậu làm đi. 5 cái đi. 5 cái đi đâu vậy? 2 cái vậy? Chạy lên tàu ta, nó 2 cái. 5 cái. Rồi, quá anh đi hả? Làm mấy giờ làm rồi? Tính tiền. Rồi, để tính cho. 90. 2 cậu làm với... Nãy giờ mưa để đi về mưa. 4.000 thôi ra rồi. Nè. Cái đây. Lấy là vẫn 100 á anh. 2 bộ lọc rồi. Rồi cho 10.000 rồi. Rồi rồi. Cảm ơn em, ăn hỏi em nha. Thôi nữa vậy. Khác quá đây. Rồi 2 bộ lọc cái gì nhắc cuốn mày đó với lọ biết nha. Biết cho 2 bộ lọc á. 100 á. Quý 60 40 luôn nữa cái trăm. Okay. Cái gì anh? Hai bộ lòng.
càng ngày càng lớn. Ôi. Dạ anh ơi lấy hai bông đào lồng. Để cho hai bịch nóng một cách nhỏ nhỏ nha. Dạ. Anh ơi, cô bán nước xăng nữa đó anh. Rồi, anh ơi. Anh đẹp trai thì giờ đẹp trai. Nhớ nha. Dạ, cảm ơn. Máu khỏi nữa nha. Quả nhiều. 40. 60 ngàn. Chị gái là chị em trong nhà hay là bạn của... vợ anh Nguyên, bà nội của đời em, bà nội. Mai mốt là sẽ đứng quầy thay cho Nguyên những cái lúc Nguyên bệnh việc ha. Nó lắc Nguyên phải ra để giữ cái dù không mà nó lắc dữ quá. Trời ơi, ngày mưa ngày gió nè, mình buôn bán mà gặp ngày như vậy là cũng hơi bị giờ gọi là mệt. Hai vợ chồng buôn bán dưới mưa. Mùa này cảnh này quen ha Nguyên. Ồ. Đó cái đèn nó lắc lắc lư lư luôn. Cảnh này não sầu lắm anh ơi. Chỉ những người buôn bán mới hiểu được cái này thôi. Trời lúc em có bầu rồi trời mưa mà bán mì nướng em mới thấy thả ướt hết toàn bộ bánh mì luôn. Bán ở đâu? Dạ, bán đây nè. Ủa giờ đây đó, luôn hả? Bánh mì đó đó là đó. Chén mì nướng ướt á. À. Khách vô, khách vô. Không phải. Đường Nguyên xe lên tới. Bán mà áp lực quá. Dạ, gấp tư hả? Dạ, 60. Dạ, rồi, cô lấy đùi hả cánh? Cánh thịt, dạ. Này nó dài khóa nữa. thấy bạn gái làm ok chưa? Tay còn hơi yếu ha. Này nó dài lần khóa nữa. Không phải mua cái kéo bự hơn. Rồi của mình 60 luôn. Rồi cho con gỡ luôn cô ơi. Rồi con cảm ơn cô. Cảm ơn
30 lấy chú 30 ruột quyết. Dạ rồi. Mì nóng không? Tưởng nó nóng để nguội mà. Dạ rồi, cảm ơn chú. Bóng phòng phòng mẹ đi lấy chồng, con sông kiếp mồ côi, mồ côi tội lắm mẹ ơi, đêm đêm cơ tôi thân con lạc lối giữa đời vô giống. Xàm xàm đi chứ. Gánh bao lâu dịch không biết làm gì. Gánh bao lâu dịch anh Tài có biết à. Sắp ruột lên mẹ. Sốc ruột cao lên. Mất dạy. Biết mà biết. Dạ rồi. Sáu miếng 10.000. Mình có lấy ruột không anh? Cái cặp cánh 30, 36, 36, 46, 14.000 ruột nữa chẳng 60. Rồi ok. Mười bốn ngàn ruột mà quá trời nhiều vậy. Dạ. Có ba ổ 10.000. Ba ổ bánh mì. Có nước xăm hột é luôn á anh. Anh có uống rồi nấu là đường phèn rồi. Đường khoa học quá. Rồi. Có là 40 mẹ ơi. Đưa hai cái 10.000. Rồi em gửi anh là 30 luôn rồi. Cảm ơn anh. 10.000 mì. Cãi. Vậy là phải không ạ? Vậy đúng không? Nói cho trời. Tao nhớ trời mưa đâu nắng luôn. Bỗng nay giá như ngày hôm qua. Dạ bọng có cổ. Bọng thịt nay không có. Cánh lớn gặp 30, còn cánh nhỏ gặp 10. Chết rồi, nhân viên này phải huấn luyện thêm. Rồi mình ăn gì luôn anh ơi? Dạ rồi. Mấy đầu? Em nhiêu rồi, đầu, hai đầu lớn. Em nói nhiêu tiền rồi?
hai đầu 40, cặp cánh 30 là 70, 30 ruột là 100 chặn. Hôm nay mình không lấy quyết hả? Rồi để riêng đúng không chị? Rồi bán cho anh này cặp cánh cặp giò. Rồi cho em gỡ luôn của mình tổng là 130. Rồi em lấy cho năm cho chị. Rồi ok, thêm bình nước nữa em lấy cho năm cho chị. Thêm gì không anh? Năm một cái cặp giò. Đâu có lưỡi gì hả? Dạ. Lưỡi á? Dạ có lỗ tai nghe thôi. Rồi ok. Đây cặp cánh cặp giò. Vậy nó chấm rồi. Một lấy cắt thêm cái đầu dài nữa mày ơi. Rồi của mình là 36.000 có gói không anh ơi? Đó rồi cho em gỡ luôn. Muốn chấm cho bánh mì không anh ơi? Bỏ cái đầu kia vào chồng. Bỏ vô bịch. Cái đầu, đầu dài. Dạ 20 rồi chị ơi. Có chị nhiệm một nước nữa. Rồi. Có lấy cho mình lại đó. Dạ rồi. Em gọi là 463 ngàn, 64 ngàn. Ta 50 viên chút tiền lẻ thôi. Rồi cảm ơn cả nhà theo dõi cái clip của Thuận cập nhật thêm tình hình của quán của A Tài hay cả nhà. Hai chục nữa. Thì đây là cái clip để mà cả nhà rồi thấy được cái khung cảnh buôn bán khi mà trời mưa gió này kia ha, rất là cực khổ luôn. Rồi cảm ơn A Tài nhiều. À cảm ơn Nguyên nha. Dạ rồi, em okay, trai cảm ơn của Tài. Cảm ơn chị gái. Em gái. Ok. Chúc anh có nhiều lượt view. Rồi cảm ơn em nha. Rồi mình ăn gì anh ơi? Chân là bán sao anh? Dạ chân cặp 6.000, năm cặp 30. 10 cặp là 60. 5 cặp. Bọng 15. Lấy 2 bọng luôn. Dạ rồi. Rồi ok em cảm ơn. Rồi ok. Đây nước mắm nước lèo thoải mái. Mình có chấm thêm bánh mì không anh? Dạ rồi. Dạ cảm ơn anh nha.